Chào anh em nhá. Bên mình hôm nay lại lắp xích để mưa gió về lắp vào xích anh em Lắp ạ. được các cỡ đây Lắp cả trước cả sau luôn. Lại xích cả bốn bánh tỉ vào. Dừng lại quay cho các bác cùng xem nhá. Đây bác tài là đây. Chào 500 anh em. Đấy bác. Chào các bạn đây đấy. Lắp cái chiếc cái sau luôn. Xúc cả mặt cuốn cả xích các bác ạ. Đây, quay cả bột bánh anh em cùng xem nhá. Đây. Mới gá tạm một hồi tí nó lại móc vào. Bồ là không quay đâu. Đấy, chứ các bác đấy là đang quay đầu để lùi vào chỗ để bốc nha anh em nhá. Đấy. Đấy. Anh hậu này đi đào đất này. Lắp xích cả bốn bánh luôn. Đấy, không phải hỏi nào. Nó làm không phải chèn nữa không. Nhưng mà nó đã. Thế rồi. Xích cả bốn bánh luôn đấy anh em nhá. Đấy. Mới lao lại con ăn dặn cho nó đang đang nó chờ cho nó khỏi phải chiến nào viện chạy phải cho nó chờ nó chờ nó để nó đi nó lại xe đi đi nhà nhang chi khơi cái con măng hậu lắm cho cột mình đó là trưởng trang đoạn như là con này Thank you.
khá của nó, hiểu. Như bữa trống như cánh ngàn em không? Trống tôi đi khoảng trống 45 cân lão chịu nổi không chung chỉ có chuyện ngọt. Nếu mà 45 cân. Nếu mà nếu đi dùng mấy chung là chỉ có ngọt, lên ngọt xuống. 45 cân á. Mà thằng dưỡng đúng, thằng bà thằng dưỡng chỉ ngầm chỉ đó. 5 cân nè, 45 cân. 5 cân nữa. Thằng bên nặng mông về nặng cái kè nó mới nặng dọn. Con bên chỗ bảo thấy mà to mà liền. Bây giờ em phải ra cái chuyện. Ai dò cái ngang là phải nâng cái chi dò, nó thì nâng nó dò bao nhiêu mà biết chưa hả mà đi. Hai cái miếng mỡ cân. Đúng rồi mình mới cần phải nâng bù hơn. Mà nâng bù bắt buộc. Cảm ơn cái cao bù hơn một chưởng mà. Thế nên thằng ở nhà để thằng ôm cái tay cân cho chuẩn. Kính là chị mương mấy con rể, chị lên bọn sức la là ta hơi quá điều bố. Còn ta đủ á. Thử ham cái ông nó khỏe nhẫn mà nó mới lười cái mún băng mới hai ba của con nó đom có ông liền bảy đột có ông liền có hai đột nó thử ông mày nữa ăn thua chi nó liền đi qua lát ngay mời mà đi nộp nha cái chỗ bài nha mà hắn cùng ngang đô hảo chân kia thử ma bộ tu đi đó mà thằng ờ cái chiếc chỗ bài đó có tam lang thôi là cái hồi mày đủ đó cái đi nó cũng boy mà đi qua lát quạt qua đào vào đi thế qua qua đào bao bói nó bảy cái bao đào mới điền thảm cái quang nha là nó lì hết cái thi chống bài theo cái nó đó kinh nhiều bói bói gì bói bói cái thi tài xuống nhiều quạ bảy bao đào mà đeo mấy cái lọ nha cái này tuổi thôi bảy cái bao đào mới điền bảy quang nha đó mới có lát tưởng trời tối rồi xe giờ mới đầy anh em ạ, giờ bắt đầu đầy để đi ra và các bác cũng đi về rồi. Xe bắt đầu giờ mới bắt đầu đi ra. Trời cũng mờ mờ tối các bác nhá. Đường trơn lắm. Trời mờ mờ tối các bác ơi. Giờ xe bắt đầu ra. Đấy, được. Tối rồi mọi người đây các bác ạ. Ra ở đây rồi tháo xích các bác ạ. Ra đây đường đẹp rồi cho nên là không cần xích nữa. Đấy. Bác Tài đang tháo xích. Đấy, một em. Quá nhanh luôn. Thằng em cầm cái xích sắp ra đấy. Quá nhanh luôn. Anh ấy tháo có kinh nghiệm tháo rất là nhanh.